GoTech Vina Bắc Ninh dự án mới sắp đi vào hoạt động cần tuyển gấp số lượng lớn công nhân đi làm ngay vào tháng 4. Bạn sẽ nhận được gì? Lương cơ bản 5 triệu một tháng chưa tăng ca. Chuyên cần 500.000 trợ cấp nhà ở, 200.000 trợ cấp đi lại, 100.000. Trợ cấp khác 150.000 trợ cấp thâm niên, 100.000 đến 1 triệu. Được tham gia bảo hiểm thưởng lễ Tết lương tháng 13. Yêu cầu nam, nữ trong độ tuổi lao động. Không yêu cầu bằng, hồ sơ phỏng vấn cần chuẩn bị 1. Sơ yếu lý lịch có xác nhận dấu đỏ của chính quyền địa phương 1. Bản photo 2. Giấy khai sinh 1. Bản photo 3. Sổ hộ khẩu hoặc xác nhận cư trú có tên của mình và các thành viên khác 1. Bản photo 4. 1. Bản chứng minh thư hoặc căn cước công dân. Nếu chưa có căn cước công dân vui lòng xin giấy xác nhận định danh 1. Bản photo 5. Đơn xin việc 1. Bản. Các bạn hãy nhanh tay ứng tuyển ngay tại link phần mô tả.